đấy, thế là nhìn thấy nó lai nó đi luôn. Mọi người cứu ra hết rồi. Nói chung là các bác các chú thì vẫn được cứu ở dưới đấy. Em cứu mọi người thôi. À, vâng. Em chạy ra thì chị cứu em thì chị đi. Nhìn thấy có người nhà mình để lại. À, thế là cái đấy là nổ kho nào chứ? Kho pháo hoa, chứ chả biết là nguyên nhân thế nào. À, vâng. Cảm ơn chị ạ. Mọi người chả biết là vì thế nào. Trong cái xưởng pháo hoa có đông người không? Ở đấy mấy trăm người thôi, còn hôm nay là nghỉ, có hai xưởng, mỗi xưởng em làm rồi. Em làm một pháo hoa. Nhưng mà xưởng bên cạnh ạ? Vâng ạ. Cái xưởng của chị cách cái xưởng nổ có xa không? Chính là xưởng nổ ạ. À thế ạ? Vâng. Nhưng sao chị lại không được gì ạ? Em thấy nổ thì em chạy ra, thế là mọi người chen lên em thì em vẫn bỏ đi được, bởi vì là nó đổ tường. Đổ tường thì em chạy luôn. Có đổ tường thì em chạy ra được, còn những người kia thì trèo tường, trèo ra. Lúc đầu phải là bọn em vẫn đang đứng bán hàng thì nó nổ đùm một cái, nó bay lên cao lên trời cái té hoa. Xong rồi em nhìn lên là nghĩ ngút này, em chạy xa xong rồi em lên em vớ xe máy là em thì đi luôn. Ba cây rồi không nghĩ nào lại chạy lại thì bắt đầu nó cút thế, nó lại cháy tiếp, nó lại nổ tiếp. Xong rồi đầu lấy xe bắt đầu phóng đi giờ ra giữa khu vực chợ thì người ta nhám nhá, người ta chạy đi hết, không bỏ hết đồ hàng không ai. Khu vực chợ là không việc gì. Khu vực chợ vẫn chưa việc cái gì, còn nó vẫn cháy ở cái khu vực nhà máy thôi. Bây giờ là lên đến đây thì nó không lan lên được hả?